Sang Đài Loan đi hát, Hồ Văn Cường cầm thùng xin từng đồng quyên góp của khán giả. Sau khi được chi trả các xe 6 năm ca hát trong thời gian, được mẹ nuôi Phi Nhung nâng đỡ, Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi truyền thông. Nhiều đại gia nhãn hàng muốn tìm tài trợ, nhưng cậu bé dân ca vẫn bật vô âm tín. Và mới đây, dân mạng bất ngờ chuyển tay nhau một đoạn clip được cho là của Hồ Văn Cường và đang đi lưu diễn tại Đài Loan. Thế nhưng, điều đáng chú ý là ca sĩ trẻ lại hát trong một căn hộ với rất đông khán giả, không hề có sân khấu hay dàn nhạc. Trong buổi biểu diễn, Hồ Văn Cường mang theo CD ca nhạc của mình để bán và có một người cũng cầm thùng tiền quyên góp đến nhận từng đồng từ khán giả. Đã vậy, trước khi hát, Cường còn ngỏ lời, mọi người có yêu thương con cũng có thể cho tiền vào thùng từ thiện để nuôi mấy đứa em con ở chùa. Ngay sau đó, đoạn clip đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ không ngờ hiện tại cậu bé dân ca lại thảm đến vậy. Tuy nhiên, dựa vào chiều cao, gương mặt non nớt, cộng thêm thông tin ca sĩ từng cùng mẹ Phi Nhung sang Đài Loan hát, thì nhiều người đã nhận ra đây chỉ là clip cũ và không hề có chuyện. Sau khi rời công ty quản lý mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường phải đi quyên góp từng đồng như lời đồn. Bạn nghĩ sao về clip này?